Bây giờ mình bắt cục bột lên nè các bạn, để về dây này, rồi kéo nhẹ xuống đó, nhỏ cục bột ra, để sửa hai bên hông cho bột nó tròn ra, mình sửa nó vô, đã lên cuticle, đã lên cuticle. Clip ngày hôm nay thì theo cả có một số anh chị em là các bạn có nói rằng là chia sẻ cái cách mà làm cái đánh chrome đầu móng á, đánh chrome đầu móng. Thì sau khi mà đắp bột xong, các bạn ở đây là ngày hôm nay mình chia sẻ rất là nhanh thôi, 1 phút 30 giây. Thì đắp bột thì các bạn đắp hết toàn bộ tay khách. Rồi sau khi mà đắp bột xong á, là các bạn phải dũa xếp rồi làm mọi thứ cho cái bàn tay nó đẹp lại. Ở đây là mình có những cái hộp này các bạn này, hộp này là những cái hộp chrome. Thì hộp chrome này thì có rất là nhiều màu khác nhau, màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, có luôn hộp màu vàng nữa nè. Đó thì những cái màu này thì khách họ chọn màu nào thì các bạn lấy màu đó. Sau khi mà các bạn đắp full set xong hết rồi, toàn bộ hết rồi, dũa xếp rồi này nọ các thứ ngon lành hết rồi, thì bắt đầu tiến hành tới cái công đoạn vẽ cái fan chrome. Ở đây là các bạn muốn vẽ cái fan chỗ này nè các bạn thấy không? Thì sau khi mà đắp bột xong rồi á, thì các bạn có thể là vẽ V line hay là vẽ almond shape hay là cái gì cũng được hết bằng cái chơi top coat này đó. Thì bây giờ mình lấy cái top coat mình vẽ lên, mình vẽ lên giống như là sơn, các bạn sơn fan bình thường cái màu á, nhưng ở đây là các bạn không sơn cái màu mà các bạn làm cái chrome, là các bạn phải sơn cái top coat lên trước đó. Thì sơn top coat lên như thế này làm sao cho nó đều cái fan được. Yên tâm, các bạn lấy cọ nhỏ này này chấm cái top coat kéo lại cho nó cái fan của bọn nó đều ra, thì cái top coat nó không có chảy đi đâu hết trơn á. Các bạn kéo cái fan, các bạn vẽ fan rất là dễ. Sau đó là các bạn hơ đèn khoảng 10 giây hoặc là 15 giây cũng được, rồi các bạn lấy ngón tay này chấm bao lên đó là nó ra cái fan đầu móng chrome. Các bạn thấy không? Các bạn có thể là lấy cái tay chấm bao lên cũng được, còn không nữa thì lấy cái cây chấm này. Đó, chấm trở lại nó cũng ra bình thường như nhau đó. Thì cái cách làm là như vậy các bạn. Thì cái màu này thì mình có thể là đánh là màu giòn hoặc là màu trắng hoặc là màu xanh hoặc là màu đỏ, bất kể màu gì cũng được hết, dùng ngón tay hoặc là dùng cái cây đánh cũng ok thôi, đừng có gian lên trên kia thì mình phủi xuống. Vậy là ngày hôm nay mình đã chia sẻ xong cái cách mà các bạn làm chrome fan đầu móng sao cho nó dễ. Thì cảm ơn chị em rất là nhiều và chúc các bạn sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.